Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, và ngay bây giờ đây không để các quý vị đại biểu và bà con nhân dân phải chờ lâu thêm nữa. Xin mời quý vị cùng đến với các tiết mục văn nghệ của buổi tối ngày hôm nay. Chương trình xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, có sự có mặt trong một đêm diễn ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu có đồng chí Lưu Bá Định, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng toàn thể bà con hãy cùng đón xem làn điệu hát then có tựa đề Mừng Ngày Đại Đoàn Kết Các Dân Tộc qua phần thể hiện của các nghệ nhân đến từ lớp hát then của xã Việt Lâm. Xin mời toàn thể quý vị khán giả cùng thưởng thức. Trời khóc thì vừa
lùi lại thôi, chỉ cần lùi lại thôi, chỉ cần lùi lại thôi, chỉ cần lùi lại thôi, lùi lại đi. Xây phố phường làng